Thưa quý vị, với cường độ mạnh cấp 15, đêm qua bão Isin di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km một giờ. Dự báo trong sáng nay, bão sẽ vượt qua kinh tuyến 120 và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 7 ảnh hưởng đến nước ta trong mùa bão lũ năm nay. Đến 13 giờ chiều nay, vị trí tâm bão sẽ cách huyện đảo Hoàng Sa khoảng hơn 800 km về phía Bắc Đông Bắc. Dự báo trong ngày và đêm nay, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây sau hơi lệch lên phía Bắc và đến chiều mai thì tâm bão sẽ chỉ còn cách huyện đảo Hoàng Sa khoảng hơn 400 km về phía Đông Bắc. Sau đó, bão số 7 sẽ đổi hướng di chuyển lệch dần về phía Nam, tiếp tục có cường độ yếu dần. Đến chiều ngày 10 tháng 11, tâm bão cách huyện đảo Hoàng Sa 300 km về phía Bắc, cường độ bão mạnh cấp 12, giật cấp 14. Sau đó, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Cường độ tiếp tục suy yếu thêm và có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển miền Trung. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh lên cấp 8, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 14, giật cấp 17, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão sóng cao 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Ngoài ra, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 5 mét. Về thông tin thời tiết trên đất liền, các tỉnh thành miền Bắc nằm sâu trong khối khí lạnh nên trời ít đến quang mây. Riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ chịu tác động của vùng hội tụ gió từ phía Tây sang nên trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Nền nhiệt hiện tại ở vùng núi đang thấp dưới 20 độ, vùng đồng bằng thì dưới 22 độ, trời se lạnh. Trong ngày hôm nay, nền nhiệt ở các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ sẽ tăng nhanh, ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày dao động ở mức 28 đến 31 độ. Ở phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây hơn, đến trưa chiều mây mỏng dần, một số nơi có nắng nên nhiệt độ trong ngày hôm nay sẽ phổ biến từ 26 đến 29 độ. Với miền Trung, trong ngày hôm nay, cùng với sự suy yếu thêm của khối không khí lạnh, toàn miền chỉ còn duy trì trạng thái mây nhiều trong khoảng sáng nay. Từ sau 8 giờ, trên khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời sẽ chuyển nắng. Còn ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận có nắng muộn hơn là sau 9 giờ sáng. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Trung Bộ sẽ tăng được lên ngưỡng 28 đến 30 độ. Riêng ở khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận, nhiệt độ tăng lên mức 31 độ. Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay sẽ có được thời tiết tạnh giáo có nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày ở Tây Nguyên sẽ tăng lên ngưỡng 28 đến 31 độ trong buổi trưa và chiều. Còn tại Nam Bộ, nhiệt độ sẽ từ 32 đến 33 độ. Dự báo đến chiều tối, mưa rào và dông sẽ xuất hiện cục bộ ở các tỉnh cao nguyên và rải rác ở khu vực miền Tây của Nam Bộ. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.